quý vị cũng với mong muốn là gửi đến nhiều người những câu chuyện về ngày Tết xưa, về bầu không khí ấm cúng của những gia đình người Việt trong những ngày Tết. Thì một nhóm bạn trẻ nặng lòng với Tết Việt, với văn hóa Việt đã không ngừng tìm tòi tái hiện lại không gian Tết cổ truyền, Tết miền Nam của người Việt xưa. Và thưa quý vị, những hoạt động không chỉ là mà sống dậy ký ức của nhiều người mà còn tạo nên một ấn tượng đẹp đẽ trong lòng của du khách nữa. Là những người trẻ yêu văn hóa lịch sử Việt Nam, qua sự tìm tòi nghiên cứu, hơn ai hết, những thành viên của Đại Nam Hội Quán luôn tâm đắc và thấu hiểu về những giá trị đẹp đẽ của cái Tết cổ truyền đối với đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt, trước những biến chuyển từ một cái Tết truyền thống sang một cái Tết hiện đại như ngày nay, đã thôi thúc những người trẻ cùng nhau tìm tòi, tái hiện lại Tết cổ truyền chân thật theo nghiên cứu và hiểu biết của mình. Muốn giới thiệu nhiều hơn về cái Tết của người miền Nam mình cho mọi người biết về những cái kiêng cử và những cái nét văn hóa đúng, và bên cạnh đó là sẽ giải thích nhiều hơn về những cái chưa đúng và những cái bị hiểu sai lầm cho quá trình bị đứt gãy văn hóa cũng như là quá trình mà truyền miệng của mọi người với nhau, là bằng những cái hoạt cảnh mà chúng tôi dựng lên hoặc là những câu chuyện chúng tôi kể ra. Sự khác biệt của Tết ở miền Nam so với những nơi khác hay những nghi thức của lễ cúng giao thừa, không khí bận rộn không kém phần nhộn nhịp của người Việt ở miền Nam xưa để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Cách bài trí mâm ngũ quả, bàn thờ gia tiên, những bài đơn ca tài tử được hát trong dịp Tết là những giá trị mà Đại Nam Hội Quán muốn làm sống lại và gửi gắm đến cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ cùng trang lứa với mình. Thấy nó cũng khá hay, tại vì có những cái trước giờ em không có biết, tại em cũng không phải sinh ra ở Sài Gòn, cho nên đây là lần đầu tiên em được biết, em thấy nó thú vị và vui, kiểu giống như là có đơn ca tài tử này nọ, nhưng mà ở nhà em thì cũng giống như là ở Tết ở nhiều nơi người ta gom lại, có miền Bắc, có miền Nam, có miền Trung, chứ nó không có đặc trưng về miền Nam như bây giờ, như cái ở đây. Dạ, thì bản thân em là một người con đã bị mất gốc từ ngoài Bắc rồi, cho nên là cái việc tìm hiểu về nguồn gốc thì em rất là thích. Em luôn tìm hiểu qua thời trang, qua mạng internet các thứ, thì em thực sự rất là thích đó. Mới vô là em đã cảm giác nhìn hai cái câu đối rồi nhìn đàn ca tài tử, em cảm thấy rất là Việt Nam, có một phần rất là xúc động. Ý thức và tấm lòng đáng quý của những người trẻ đối với văn hóa dân tộc nói chung và di tích cổ truyền nói riêng không chỉ góp phần để giới trẻ hiểu hơn về những phong tục tập quán của cha ông ta, từ đó kế thừa quá khứ lịch sử và cùng nhau xây dựng tương lai, lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của dân tộc không chỉ đến với cộng đồng người Việt mà còn tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.